À, ngày xưa hồi cô nhỏ là cái phong cảnh phong nhất phong nhị là không phải như giờ chừ, những cái ồn mỏ là họ cho á, cho người á. Còn chịu thế không có đứa nào. Với sự thật này thì chính phủ Hàn Quốc và được chứng minh đã chấp nhận rồi thì làm sao cho những vết thương đau đớn của tôi và những người trong không phân nhất phân nhị chúng tôi sẽ vơi đi nỗi đau đó.